Kênh Ốm Nhỏ Nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Mục tin tức sự kiện hôm nay xin chia sẻ tới quý vị nội dung Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo, Việt Nam đã mất gì? Trước thông tin đối đầu giữa Trung Quốc và tàu Việt Nam tại bãi Tư Chính trong thời gian qua chưa rõ thực hư thế nào, nhưng một số kẻ đã la lối lên rằng chính quyền nhu nhược yếu hèn không dám chống lại Trung Quốc, bỏ mặc chủ quyền. Nhưng mấy ai biết rằng trước thông tin này, Việt Nam đã có những hành động cụ thể. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối và khẳng định chủ trương kiên quyết và kiên trì đấu tranh với các hành vi xâm phạm chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao tại khu vực phía Nam Biển Đông, khi tàu tuần duyên và thăm dò Trung Quốc tiến sát các khu vực khai thác dầu khí nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của các phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở Biển Đông. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị và xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Không chỉ lên tiếng phản đối mà Việt Nam còn có hành động cụ thể. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN hạ đặt một chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn tại bãi Tư Chính, lô 39 và lô 42. Qua đó thiết lập một giàn khoan dầu khí, dự án này không chỉ có ý nghĩa kinh tế đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Chính vì vậy, phía Trung Quốc rất tức tối và họ đã đưa tàu Haiyang DZ vào hoạt động tại bãi Tư Chính với ngầm ý đây là khu vực đang tranh chấp, không bên nào được phép khai thác tài nguyên cả. Trên thực tế, bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa Việt Nam, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nên không phải là vùng tranh chấp. Bất chấp thái độ của Trung Quốc, PVN sẽ tiến hành hạ đặt chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn đúng tiến độ, đúng lịch trình, không chỉ vì hiệu quả kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền. Nguồn tin ở PVN cũng cho biết dự án dầu khí này nằm trong dự án Biển Đông có sự tham gia của hai tập đoàn hùng mạnh của Nhật Bản là Kosan và tập đoàn Sumitomo. Với sự hiện diện của hai tập đoàn hùng mạnh Nhật Bản, chắc chắn Trung Quốc sẽ không có những động thái cứng rắn và thô bạo mà chỉ dừng lại ở việc hăm dọa, giám sát. Không chỉ thế, chính phủ Việt Nam còn dùng các nhà đầu tư nước ngoài để đối đầu với chiến lược tham lam của Trung Quốc. Dự án Biển Đông 1 do Biển Đông POC triển khai là dự án khai thác khí và dầu condensate ở mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh thuộc lô 052 và 053, Bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN hợp tác với Gazprom của Cộng hòa Liên bang Nga, nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới. Với sự tham gia của Gazprom vào dự án khí Hải Thạch Mộc Tinh và sự cứng rắn của phía chính phủ Việt Nam, phía Trung Quốc đã phải chùn tay. Theo nhiều đánh giá, dự án khí Hải Thạch Mộc Tinh là dự án có hiệu quả kinh tế nhất của PVN trong thời điểm hiện nay. Từ những tuyên bố, những cái bắt tay hợp tác, thưa hỏi đó có phải là hành động bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hay chưa? Xin thưa, Việt Nam không nhu nhược yếu hèn, không dám chống lại Trung Quốc, bỏ mặc chủ quyền như một số người đã rêu rao, dắt mũi dư luận những ngày qua. Một chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn lắp đặt tại bãi Tư Chính sẽ là một khẳng định của Việt Nam về vấn đề chủ quyền đối với quốc tế. Không có chuyện Việt Nam đồng ý giao bãi Tư Chính cho Trung Quốc. Phân tích về sự được mất trên Biển Đông. Đối với Trung Quốc, ta chỉ ngang với một tỉnh của họ, nên không thể dùng một trận mà đòi lại được biển đảo. Còn giả sử ta có phép màu tiến hành chiến tranh thắng được Trung Quốc thì đất nước cũng tan nát. Dọn nhà tránh hàng xóm đã khó, còn dọn nước để tránh láng giềng là điều không thể. Làm một trận đòi lại của đã mất cũng không được. Vấn đề biển đảo chỉ có thể dùng chiến lược ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết để đối phó với Trung Quốc. Ta đối phó bằng chính sự cao thượng, đúng sai, phải trái để giành lấy sự ủng hộ quốc tế. Đây chính là lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Bằng ngược lại, ta đã nhỏ yếu lại ứng xử theo kiểu trẻ con xỏ xiên thì ta sẽ được nhận lại thái độ gì và ta cũng sẽ làm được gì được họ. Tham vọng bành trướng bá quyền vốn là đặc sản của người Trung Quốc và cũng là bản tính chung của các đế quốc. Nhưng sau bao cuộc chiến, đẫm máu đã dẫn tới xu hướng của thời đại đó là đối thoại thay cho đối đầu. Nước ta cũng đang thực hiện thành công chính sách ngoại giao đa phương. Ai cũng biết, ông cha ta vừa đánh thắng giặc phương Bắc xong vẫn sang triều cống và xin phong vương. Đây chính là thuần phục giả vờ, độc lập thực sự. Bây giờ không còn vậy, nhưng vẫn phải hiểu chiến lược ngoại giao phải phụ thuộc vào thế và lực của ta, không phải muốn sao cũng được.
Sai lầm trong đối ngoại là sẽ dẫn tới hậu quả bất kể nước nào. Vấn đề biển đảo vẫn còn nguyên đó, ta tốt nhất vẫn là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong đấu tranh ngoại giao phải luôn kiên trì, không ngừng nghỉ, phải kiên quyết hỗ trợ và bảo vệ cho ngư dân bám biển. Còn không, im lặng nghĩa là sự đồng ý, nước ta sẽ vĩnh viễn mất biển. Nhưng cũng phải thực tế, làm sao đừng để lợi bất cập hại. Lực ta có hạn mà đòi hỏi mọi cái theo ý mình sẽ là ảo tưởng. Cơ sở để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông là tranh thủ luật pháp quốc tế. Thế giới sẽ ủng hộ ta không chỉ vì ta mà còn vì lợi ích của chính họ. Không ai muốn Trung Quốc bành trướng thành siêu cường rồi có thể tùy tiện áp đặt mọi sở thích cũng như tham vọng của họ lên toàn thế giới. Nước ta năm 1887, vua nhà Nguyễn thì bị bắt đi đày, tên nước đã bị xóa, tức là đã mất hoàn toàn vào tay Pháp, thành một bộ phận của Liên bang Đông Dương. Không ai muốn một tấc đất mà hàng ngàn năm tổ tiên ông cha ta đã đổ máu gìn giữ được. Nhưng sức ta có hạn, không phải mọi thứ đều theo ý. Năm 1956, khi Pháp buộc phải rút khỏi Việt Nam theo hiệp định Geneva năm 1954, trong bối cảnh ta chưa củng cố và quản lý tốt các vùng biển, đảo, Trung Quốc đã tranh thủ chiếm cụm đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1974, được sự thỏa hiệp của Mỹ, Trung Quốc khiêu khích dẫn đến sự manh động nổ súng trước của quân ngụy Sài Gòn, rồi lấy cớ mạnh tay đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa, kể cả đảo Chi Tôn, Sa Lắc, Sa Lơ. Đối với Trường Sa, chúng ta là nước đầu tiên làm chủ cả một vùng biển đảo rộng lớn, nhưng chúng ta chỉ đóng giữ được ở một số đảo nổi. Không chỉ Trung Quốc, năm 1971, Philippines đã lấn chiếm 5 đảo phía đông Trường Sa. Đến năm 1973, họ lấn tiếp 2 đảo ở phía bắc. Với Malaysia, cho đến năm 1979, họ đã chiếm 7 đảo phía nam Trường Sa. Đặc biệt, năm 1988, nhân cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, ta đang tập trung vào việc rút quân khỏi Campuchia. Trung Quốc đã đánh chiếm 7 bãi đá ngầm ở Trường Sa, bắt đầu là bãi đá ngầm chữ thập, mà nay chúng đã cải tạo thành một pháo đài. Như vậy, hậu quả của các cuộc xung đột thật tai hại, nhất là với nước lớn sát vách như Trung Quốc. Họ tranh thủ cơ hội xâm lấn đất của ta, rồi dù có bình thường hóa trở lại, đòi những gì ta đã mất là rất khó. Nhất là vùng hải đảo xa xôi, họ hoàn toàn có thể bịa ra căn cứ pháp lý chủ quyền như hiện tại mọi người đã thấy về cái lưỡi bò vô lý. Đến hôm nay, Trung Quốc chưa gây chiến trên Biển Đông là vì phe hiếu chiến chưa lên nắm quyền. Đến khi đó, từ việc khoét sâu mâu thuẫn đến leo thang xung đột, từ khẩu chiến đến chiến tranh lạnh, từ xung đột tranh chấp tới chiến tranh toàn diện chỉ trong tích tắc như cuộc chiến năm 1979. Nếu chiến tranh trên bộ thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có kết quả tương tự như năm 1979, không có cơ hội nào. Nhưng nếu là những trận đánh trên biển, sự thiệt hại của Trung Quốc dù lớn cũng sẽ là nhỏ so với thực lực tổng thể của họ. Trung Quốc sẽ có thể mất thật nhiều lính, mất nhiều tỷ đô la, một phần lớn vũ khí sẽ bị hư hại, nhiều tàu sẽ chìm, song với tiềm lực khổng lồ, họ sẵn sàng bổ sung nhanh chóng và duy trì cuộc chiến lâu dài. Trong khi phía Việt Nam có thể tiếp nối truyền thống lấy ít địch nhiều, Việt Nam sẽ gây thiệt hại nặng cho địch về vũ khí trang bị, con người, nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ có những thiệt hại và buộc phải kéo dài, xé nhỏ cuộc chiến. Và đáng lo nhất là sau một cuộc chiến hao tổn sức người sức của và với những hy sinh mất mát, ta vẫn chưa thể có chiến thắng triệt để cuối cùng, dù kéo dài đến 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn. Khi nói, phán, chửi, chê thì rất dễ, nhưng khi bắt tay trực tiếp vào làm mới thấy biết bao nhiêu chuyện phức tạp. Lực lượng Hải quân Nhân dân và Không quân Nhân dân Việt Nam hiện đang được hiện đại hóa, có tính răn đe cao, làm cho Trung Quốc chùn bước chứ không làm cho chúng ngừng ý định bành trướng xuống phía Nam. Vì những lẽ đó mới có xu hướng lấy đại cuộc làm đầu nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn hòa bình, sự ổn định trong khu vực. Nhưng khi có chiến tranh, Việt Nam ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề chủ quyền, suy giảm năng lực phòng thủ, tạo ra thêm nguy cơ mất chủ quyền lớn hơn. Bao nhiêu người hy sinh và sẽ còn nhiều mất mát. Kinh tế thì ảnh hưởng xấu, đời sống người dân nhất là ngư dân sẽ bị ảnh hưởng to lớn hơn nữa. Bây giờ khi xảy ra cái gì, dù là chuyện nhỏ thôi, chúng cũng vin vào đó để bảo Việt Nam là vi phạm, rồi bật đèn xanh thả lỏng cho giới trẻ, blogger Trung Quốc, hoặc chủ động cho truyền thông chính thống tuyên truyền bôi nhọ Việt Nam, xúc phạm những anh hùng liệt sĩ Việt Nam, xuyên tạc công cuộc bảo vệ Tổ quốc của ta, vân vân, thì ắt sẽ leo thang xung đột, và xung đột kéo theo xung đột không dứt. Bởi vậy, hành động của những kẻ xét lại lịch sử rất phù hợp với dã tâm của Trung Quốc, chứ không chỉ là phù hợp với riêng bọn phản động hải ngoại.
thành phần Trung Quốc theo chủ nghĩa xô vanh, đại dân tộc thì lâu nay luôn có dã tâm, chỉ cần chúng lên cầm quyền là xong. Và còn bao nhiêu thế lực Mỹ, Tây Âu phản động đang rình rập tìm cách kích động chiến tranh giữa hai nước từ nhiều động cơ khác nhau. Không nên thấy biển lặng sóng yên rồi mơ mộng tình hình vẫn đang ổn lắm, tốt lắm. Thật ra chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Từ khi Việt Nam giành được độc lập năm 1945 tới nay, bất kỳ bọn giặc nào từ đâu kéo tới xâm lược là ta đều đánh chúng cho ra ngoài, hết giặc này đến giặc khác, trong đó có cả Trung Quốc. Còn khi chúng chưa kéo tới thì ta luôn tuyên bố khẳng định chủ quyền và tuyên bố công khai chính thức phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền hoặc hành xử chủ quyền trên những vùng bị tạm chiếm. Chúng ta liên tục và thường xuyên phản đối cấp quốc gia và quốc tế đối với những tuyên bố của Trung Quốc và những hành động hành xử chủ quyền và hợp tác khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp. Chúng ta liên tục, thường xuyên công khai và chính thức khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố, bác bỏ những tuyên bố chính thức của Trung Quốc. Chúng ta liên tục nâng cấp vũ khí, hiện đại hóa hải quân, không quân, mua sắm mới, tự chủ sản xuất mới, trong khi đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Chúng ta nhiều lần tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa thật ở Trường Sa, trên Biển Đông, ngay trên những vùng Trung Quốc coi là của mình và tuyên bố chủ quyền. Việt Nam công khai và chính thức quang minh chính đại làm những hành động trực tiếp như trên. Cả thế giới biết Việt Nam đang có tranh chấp bất đồng về biển đảo, lãnh hải, lãnh thổ với Trung Quốc. Việt Nam luôn đặt chủ quyền lên trên hết, mỗi hành động đều như tát nước vào các tuyên bố và hành động của Trung Quốc, trái ngược và đối nghịch, đối chọi chan chát với những lập trường quan điểm, quyền lợi của Trung Quốc. Mỗi hành động này đều có thể tạo ra sự leo thang thành xung đột, vũ trang và chiến tranh trên biển. Việt Nam ý thức rõ điều đó, nhưng vẫn làm vì nó là chủ quyền. Tất cả những gì liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ thì Việt Nam đều đã làm những gì có thể làm, những gì trong khả năng thực tế mà thế và lực của Việt Nam hiện nay có thể. Bất kể nó trái ngược với lợi ích kinh tế hay hòa bình ổn định của Việt Nam trong khu vực, bất kể nó đi ngược lại với những tuyên bố khẳng định quan điểm, lập luận và lợi ích của Trung Quốc, và bảo vệ hòa bình trong trường hợp này cũng chính là bảo vệ chủ quyền. Vì khi có chiến tranh thì Việt Nam có thể yếu hơn so với tương quan lực lượng quân sự giữa các bên tham gia. Năm 1988, trong CQ88 ở Trường Sa, chúng ta không thể để leo thang cuộc chiến thành một cuộc chiến quy mô lớn trên biển mà chúng ta rất bất lợi, có nguy cơ mất trắng vì còn đó sự sâu xé của nhiều nước tại Trường Sa. Trong tất cả những hành động đó, có thể thấy rõ ràng xưa nay Việt Nam luôn đặt chủ quyền lên trên hết. Vì chủ quyền thì khi cần đánh chúng ta vẫn phải đánh. Ta không hy sinh chủ quyền vì chỉ muốn hòa bình. Ta không dùng chủ quyền để đánh đổi hòa bình phụ thuộc. Những năm tháng chống Trung Quốc trong thời gian 1979 đến 1992 đó đã cho chúng ta thấy rất rõ sự nhất quán trước sau như một. Chúng ta vừa đánh để giành chủ quyền, vừa tìm cách giữ cho nó trong sự kiểm soát. Không thể để bất kỳ thế lực thứ ba nào lợi dụng, khoét sâu kích động để leo thang cuộc chiến. Cố gắng vãn hồi hòa bình, cố gắng tránh xung đột quy mô lớn. Người làm chính trị luôn lo đến cái lợi lớn của đất nước, cái tổng thể, cái chung nhất, cái lâu dài, cái bền vững, không để những tiểu tiết làm hư đại sự, không vì muốn thỏa mãn những cảm tính, những tự ái nhất thời mà làm hỏng đại cuộc. Vì những lẽ lợi hại đó vẫn sẽ có những hạn chế phần nào trong báo chí và dư luận để phục vụ cho sách lược đối ngoại chung đối với Trung Quốc, giữ cho tất cả trong vòng kiểm soát, không leo thang, căng thẳng, dần đưa tới mâu thuẫn, từng bước đưa đến xung đột quân sự và chiến tranh quy mô. Đồng thời không thể để thế lực thứ ba nào lợi dụng tình hình căng thẳng giữa hai bên để trục lợi. Còn đối với những kẻ phản động từng có thành tích bán nước, theo giặc ba đời vẫn luôn miệng tuyên truyền dối trá, nâng cao quan điểm về cái gọi là đại họa mất nước, vân vân, thì họ là những kẻ thù hận điên cuồng, u mê mù quáng, không dám chấp nhận sự thật. Chúng ta không quan tâm và không hy vọng gì vào những thành phần tử này. Khi Việt Nam giữ quan hệ bình thường với Trung Quốc thì họ vẫn sẽ còn tiếp tục bám vào đó, sống ký sinh lên trên đó để tiếp tục chửi bới. Nhưng nếu Việt Nam chuyển sang chống Trung Quốc như trong giai đoạn năm 1979 đến 1992 thì cũng không có khả năng nào họ theo Việt Nam chống Trung Quốc, mà trái lại họ sẽ càng lợi dụng phá thêm và mong muốn Trung Quốc chiến thắng, như họ đã từng mong muốn Trung Cộng đánh thẳng vào Hà Nội giết sạch Việt Cộng năm 1979. Bọn phun rô và bọn khủng bố tiền thân của Việt Tân nhân cơ hội chiến tranh đó đã đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu mà thừa thời cơ đánh phá vào trong nước, đem tiền giả, ma túy,
súng đạn và khủng bố trong nước. Những kinh nghiệm từ lịch sử vẫn còn dành dành. Đây là bọn phản quốc và trên thực tế đã chống dân tộc, chống đất nước, chống tổ quốc nhiều đời, nhiều lần trong lịch sử hiện đại, chứ không chỉ có chống Đảng Cộng sản, chống Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa Cộng sản. Họ trung thành với Vatican, với Pháp, với Mỹ, chứ không phải trung thành với nước Việt. Họ yêu bản thân chứ không yêu nước. Mục đích cuối cùng của họ là lật đổ nhà nước Việt Nam để phục hận sau khi những lợi ích gắn liền với giặc xâm lược của họ bị mất sạch sau khi Việt Nam thắng Mỹ. Họ muốn trở về rửa hận, lấy lại những gì đã mất để tranh quyền giành ghế, tranh giành quyền lực để làm ông nọ bà kia. Mối quan hệ phức tạp Việt-Trung chính là một trong những chiêu bài để họ nắm lấy, khai thác và lợi dụng để thực hiện mục đích tối hậu đó. Vì lợi ích riêng của chính bản thân họ, bất chấp lợi ích chung của đất nước và của dân tộc. Người làm chính trị có thực tâm và thực tài là những người biết phân biệt giữa cái lợi của một người, cái lợi của một nhóm và cái lợi tổng thể của cái chung của dân tộc, đất nước. Và chủ quyền và sự hòa bình chính là cái lợi lớn đó. Lãnh đạo có tài và có tâm, họ đặt nặng và coi trọng vào cái lợi lớn, cái lợi ích chung đó. Họ đặt tình cảm vào cái chung, cái lớn, cái toàn dân của toàn quốc nặng hơn cái tình cảm cá nhân với một người hay một nhóm, cái riêng tư cục bộ, đặt nặng cái lâu dài hơn cái nhất thời trước mắt. Họ cũng căm tức nhưng họ có trách nhiệm gánh vác to lớn. Họ không có quyền để cảm xúc, cảm tính điều khiển hành động. Không được hành động cho cái đã mất, hành động cho đã cái nhất thời, bất chấp tất cả, rồi sau đó thế nào mặc kệ, không chịu trách nhiệm. Nếu vậy thì đó mới là một chính phủ vô trách nhiệm. Chiến tranh đổ máu, mất thêm chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ thì sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo, Việt Nam đã mất gì? Hy vọng bài chia sẻ sẽ giúp thêm quý vị hiểu thêm về cuộc chiến trên biển của Đảng và nhà nước, của toàn quân và dân ta. Quý vị hãy nhớ like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những video mới nhất về các tin tức, sự kiện, các câu chuyện Đông Tây Kim Cổ với những nội dung lịch sử huyền bí khoa học của kênh Ống Nhỏ Nhỏ. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.